Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 mùa xuân cho đến phút cuối cùng là cuộc đời trọn vẹn cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh, cho bản sắc văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng yêu nước nồng nàn và nhãn quan chính trị sâu sắc đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Con đường cứu nước mà người đã tìm ra là một sáng tạo vĩ đại, một cống hiến có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc. Đó là con đường cách mạng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bác đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập ra lực lượng vũ trang nhân dân, thành lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những công lao đó, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Không những có ý nghĩa trọng đại đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Tiếp đó, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trái tim khối óc của Bác Hồ không chỉ nghĩ về việc nước, về phong trào cách mạng thế giới, mà còn chăm lo cả đến bếp ăn của bộ đội, nhà tắm cho nông dân, nơi an dưỡng của người già, trường học cho các cháu nhỏ. Mùa hè đến, mồ hôi đẫm áo, người nghĩ đến người dân đang lam lũ trên đồng ruộng, những chiến sĩ phòng không đang trực trên nóc hội trường Ba Đình. Là chủ tịch nước, song trong sinh hoạt hàng ngày, những việc nào làm được, Bác tự làm, không nhờ vả hay ỷ lại cho người khác. Ngày nay, mỗi một câu chuyện về Bác đều trở thành một bài học vô giá về nhân cách, về đạo đức cho mỗi chúng ta học tập và làm theo. Năm 53 năm trôi qua kể từ khi Bác từ biệt thế giới này, đi vào cõi vĩnh hằng cũng là 53 năm chúng ta thực hiện di chúc của người để lại. Trong di chúc, hai nội dung quan trọng bậc nhất mà Bác để lại là xây dựng Đảng và chăm lo cho con người. Bác đặc biệt nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng. Bác coi trọng sự đoàn kết trong Đảng, giữ gìn đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Muốn vậy, phải trau dồi đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Bác, để thật sự trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên và thanh niên phải hết lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, phải thấm nhuần và nâng cao đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức như rửa mặt hàng ngày, kiên trì bền bỉ suốt đời, sống tình nghĩa, tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau. Tư tưởng của Bác với hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc, về con người và văn hóa, về chủ nghĩa nhân văn và đạo đức, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nhiều vấn đề khác, vốn mang ý nghĩa và giá trị thời đại, đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác vẫn đang bay cao, tỏa sáng, giống như lời Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi đã ca ngợi. Tên tuổi của người sẽ trường tồn như nhân dân của người. Đức độ lượng, tính giản dị, tình yêu nhân loại, sự tận tụy hy sinh và lòng dũng cảm của người sẽ cổ vũ các thế hệ mai sau. Và đồng chí Fidel Castro đã từng nhận xét, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời, những phẩm chất cách mạng và nhân đạo cao cả nhất. Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt.